ngày 25 tháng 3, Hội đồng Nhân dân huyện Định Hóa khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có các đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Định Hóa, gồm bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Thái Nam, Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 diễn ra trong một ngày. Đây là kỳ họp quan trọng tổng kết đánh giá hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ qua. Kỳ họp sẽ dành thời gian để thảo luận, đánh giá toàn diện, khách quan về kết quả đạt được trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện, các ban Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở tiền đề để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, công tác chỉ đạo điều hành Ủy ban Nhân dân huyện, chất lượng tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và việc thực hiện các chức trách nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức được 15 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường kỳ, 4 kỳ họp chuyên đề. Công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành kỳ họp tiếp tục từng bước được đổi mới với chất lượng ngày càng được nâng cao. Qua 15 kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã ban hành 101 nghị quyết, trong đó có 22 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, 39 nghị quyết thường kỳ, 40 nghị quyết chuyên đề về thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo đặc thù của huyện. Kết quả trong 5 năm qua, kinh tế xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện, thúc đẩy nông nghiệp nông thôn trên địa bàn phát triển. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Bí thư Huyện ủy Định Hóa đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021 trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đi lên. Thưa các vị đại biểu, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết đại bộ Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ 24 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ 15 này, bên cạnh nhiệm vụ là tổng kết nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân huyện còn có nhiệm vụ quan trọng khác là xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung lớn sẽ triển khai trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Tôi xin nhấn mạnh và gợi mở thêm một số nội dung để các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện quan tâm tham khảo trong quá trình thảo luận. Một là đề nghị các vị đại biểu quan tâm bám sát các chủ trương, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra, bám sát chương trình hành động số 1 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy để từ đó cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực sát với tình hình thực tiễn của huyện, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Hai là tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó, xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, phương án hỗ trợ trồng cây quế năm 2021 và phương án hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn năm 2021. Ba là năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, là điều kiện thuận lợi để chúng ta hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch vượt ra, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2021-2025, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn huyện, đảm bảo cho sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Bốn là đề nghị các cấp các ngành trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai tài nguyên, bảo vệ phát triển rừng, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.
tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn huyện để góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã nghe các báo cáo tờ trình về phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua 7 tờ trình và 6 nghị quyết gồm quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phương án hỗ trợ trồng quế năm 2021, đề nghị đón nhận dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Thagaco. Đây là những nội dung quan trọng, khi được kỳ họp thông qua sẽ là điểm tựa pháp lý quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ngay sau khi các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thông qua các nghị quyết, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tập trung triển khai các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Hội đồng Nhân dân quyết nghị thông qua. Tiếp đó, kỳ họp cũng đã thực hiện nội dung thi đua khen thưởng, đã có 6 tập thể và 22 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Định Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021.